Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái cách mà chúng ta biến các cái đường ốc ở trên Mixer Behringer XR thành cái đường main led drive để chúng ta nối sang nhiều cái main khác. Thì cái mục đích sử dụng là có nhiều bạn thì muốn là ngoài cái việc hai cổng main led drive ở trên cái Mixer chúng ta cắm qua đường full rồi, chúng ta muốn có thêm cái main khác nữa mà chúng ta không làm suy hao tín hiệu. Bởi vì cái nguyên lý mà chúng ta link nhiều cái main từ main này qua main khác thì nó sẽ làm suy giảm tín hiệu. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn các anh chị vấn đề đó nha. Rồi bây giờ chúng ta mở cái phần mềm lên. Rồi các bạn mở cái phần mềm mà điều chỉnh Behringer XR trên máy tính nó như này nè. Đây là mình mở theo cái XR18. Thì chúng ta chọn sang cái tab cái hai mũi tên in out, các bạn nhìn theo con chuột đây. Thì lúc này nó sẽ có cái tab input USB return USB send Ethernet ốc out, chúng ta chọn sang phần ốc out đây. Thì mặc định nó phía bên này là ốc 1 cho tới ốc 6. Cái chỗ này là nó được kết nối với bus 1 cho đến bus 6. Thì nó tương tự như bên ngoài cái mixer. Thì nó nằm đây. Tương tự như bên ngoài cái mixer. Ốc 1 cho tới ốc 6 thì nó nằm cái phần cái output cổng bên ngoài đây. Nằm y chang như này, nó là ghi ốc. Nhưng mà chúng ta muốn biến các cái ốc này thành main led drive tương tự thì chúng ta chỉnh nó ở trong phần mềm. Phần mềm nó chỉnh qua cái bus đây. Ốc 1 nó nhận với bus 1. Thì giờ chúng ta muốn nó thành main led drive, thành main led thì chúng ta nhấn đây là nó thành main led. Ốc 2 thành main drive thì chúng ta biến ốc 2 thành main drive. Tương tự ốc 3 led, ốc 4 drive. Ốc 5, ốc 6 chúng ta không dùng thì chúng ta vẫn để kết nối với ốc 5, ốc 6. Và chúng ta đổi nó sang ốc 1 cũng được. Cái đường out bên ngoài á, thì cái đường out của số 5, đây, đường out bên ngoài là đường out này, cắm cổng số 5 này. Nhưng mà bên trong phần mềm thì nó lại là của cái bus số 1. Chúng ta điều chỉnh cái bus số 5, cần số 5 ở bên trong. Thì bên ngoài nó sẽ xuất ra cái ngõ đây, xuất ra cái ngõ số 1 đây, y như chúng ta đấu nối ở trong đây. Đây. Còn nếu hai cái này chúng ta muốn nó thành main led drive thì chúng ta đấu luôn. Đó, 1 led, 2 drive, 3 led, 4 drive, 5 led, 6 drive. Thì lúc này cái chiếc mixer nó sẽ ra bên ngoài như thế này. Ngoài hai cái main led drive này rồi thì cái này cũng led drive, led drive, led drive, led drive hết. Và volume hay là mọi thứ thì nó điều chỉnh theo cái này. Hiểu một cái này. Cái chức năng này chẳng qua là cái nó giống như một cái bộ chia tần số thôi, chúng ta đấu qua và nó không bị suy hao tín hiệu thôi. Đó. Sang cái phần main led drive cũng vậy, cái đường phone này nè, nếu chúng ta muốn biến nó thành main led drive hai đường nữa thì chúng ta chọn qua đây. Bình thường là phone nó nằm ở monitor, chúng ta chuyển qua phone qua đây đường main led drive, cái cổng giống theo đây. Đó, main led drive nó nằm ở main, phone đây nó nằm bên monitor, chúng ta chuyển qua đây thành main luôn. Rồi thì khi này bên ngoài thì cái cổng out phone đây nè, nó cũng bằng cái main led drive này. Tín hiệu nó vẫn chia ra cho bên này luôn. Thì đó khi đó chúng ta cắm cái jack phone ba chấu ba chân vào á thì nó sẽ chia làm hai, một cái map với một đường là bên led, một map với một đường là bên drive. Thì đó là cái cách mà chúng ta setup, chúng ta chia ra để làm cho cái số đường ốc này chúng ta biến thành cái main led drive theo cái ý đồ của mình và chúng ta đấu thành nhiều cái main hơn nữa. Rất là đơn giản. Trong mixer thì chúng ta khai báo như này rồi. Thì sang bên ngoài thì các cái đường này chúng ta cứ tương tự, chúng ta cắm vào rồi là sử dụng là xong. Không cần phải cắm hai cái đường này xuống main rồi chúng ta link từ cái main này sang main kia thì nó bị suy hao tín hiệu. Thì chúng ta chỉ cần khai báo lúc này, ví dụ như thành hai cặp nữa là 1, 2, 3 và 4, còn 5, 6 chúng ta giữ lại, hoặc là 3, 4, 5, 6 còn 1, 2 chúng ta giữ lại, thì chúng ta cứ khai ở đây. 1, 2 chúng ta giữ lại rồi, còn 3, 4, 5, 6 thì thành main led drive hết. Rất là tiện lợi. Rồi, video chia sẻ ngắn đã xong. Cảm ơn các anh chị các bạn đã xem video nha. Video hay thì cho mình xin nhấn like, đăng ký kênh, cũng như là chia sẻ cái video cho người khác. Mời các anh chị ghé thăm website amthanhgiaderẻ.com và website lờihvietviet.com để ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại những video tiếp theo.